Hợp chất thứ ba, dẫn xuất khí carbon thứ ba cần quan tâm đó là aldehyde. Aldehyde. Đầu tiên về tính chất đầu tiên là nó phải có tính khử, có tính khử. Có tính khử thể hiện trong một số các cái phản ứng cụ thể sau đây: tác dụng với bạc nitrat trong ammoniac. Người ta gọi phản ứng này là phản ứng tráng bạc bởi vì phản ứng tạo thành bạc kết tủa. Trong phản ứng tráng bạc của aldehyde thì có rất nhiều các cái trường hợp khác nhau. Nếu như aldehyde thông thường thì tỷ lệ mol của aldehyde với bạc là 1:2, nếu aldehyde formic thì là tỷ lệ này là 1:4, hoặc nếu nó là aldehyde hai chức thì tỷ lệ cũng là 1:4. Và đặc biệt khó khăn hơn khi mà người ta cho hỗn hợp aldehyde tác dụng với bạc nitrat, chúng ta cần nắm chắc cái tỷ lệ này để xác định được cái aldehyde mà phản ứng tráng bạc là loại gì. Thứ hai là vẫn thể hiện tính khử khi tác dụng với dung dịch brom. Tác dụng với dung dịch brom thì phản ứng nó sẽ tạo thành hỗn hợp hai axit RCHO, brom và nước. Phản ứng sẽ tạo thành hai axit RCOOH và HBr. Phản ứng này làm nhạt màu nước brom. Carbon trong nhóm CHO là dương 1 lên dương 3 ở trong nhóm COH, brom từ 0 xuống trừ 1. Đó, như vậy brom là chất oxy hóa, còn aldehyde là chất khử. Tính chất thứ ba, phản ứng thứ ba vẫn thể hiện tính khử là tác dụng với dung dịch thuốc tím KMnO4. Đặc biệt là KMnO4 trong môi trường axit, cái phương trình phản ứng RCHO tác dụng với KMnO4. Trong axit, ví dụ axit chloric chẳng hạn, thì sản phẩm thu được sẽ là axit hữu cơ RCOH cộng với MnCl2 KCl đó, và cộng với nước nữa. Chúng ta có thể cân bằng phản ứng này theo cái phương pháp thăng bằng mol lấy tông. Trong cái RCHO thì carbon này là dương 1. Đó. Khi mà tạo thành sản phẩm trong nhóm aldehyde thì đây là dương 3. Đấy, từ dương 1 lên dương 3 nhường 2 electron, như vậy chúng ta đặt 2 vào đây. Mangan trong KMnO4 là dương 7, về dương 2 như vậy nó đã nhận 5 electron và chúng ta đặt hệ số 5 vào đây. Đây là 5. Đó. Như vậy cân bằng tiếp, chúng ta có hai mangan thì chỗ này sẽ là 2. Hai kali thì đây sẽ là 2. Và cân bằng clo với nó là môi trường thôi. Chúng ta có 4, 2 là 6. 6 clo thì đây là 6. Đó. Bây giờ kiểm tra lại oxy. Chúng ta có đây là 5 oxy cộng với 8 là 13. Đấy, đây là 10 rồi. Như vậy cần 3 nước. Đó, 3 nước thì chúng ta được. Cái phản ứng tiếp theo cũng thể hiện tính khử, đó là tác dụng với dung dịch. Tác dụng với dung dịch K2CR2O7 hoặc là KRCO3. Phản ứng sẽ tạo thành RCHO tác dụng với K2CR2O7 trong môi trường axit. Sản phẩm của phản ứng cũng là hai axit cũng là axit RCOH cộng với KCl cộng với crom 3 cộng với nước. Đó. Cân bằng thì clo và carbon này vẫn là từ dương 1 lên dương 3 nhân với 2. Crom từ dương 6. Đấy, crom này là từ dương 6 xuống crom dương 3 nhận 3. Đấy, nhận 3e. Đấy, như vậy đặt hệ số 3 ở đây. 3. Đây là 2 rồi. 3. Chúng ta cân bằng. 2 kali thì đây là 2. Kiểm tra lại clo để chúng ta 2 và 6 là 8. Chúng ta kiểm tra oxy 3 với 7 là 10 oxy, 32 là 6, như vậy là 4H2O là được. Đây là bốn cái phương trình phản ứng mà thể hiện tính khử quan trọng nhất. Thế ngoài ra ấy thì chúng ta còn có một cái phản ứng khác nữa, đó là cái phản ứng đốt cháy. Trong cái phản ứng đốt cháy thì cũng thể hiện tính khử đấy. Phản ứng sẽ tạo thành CO2 và nước. Đó. Và nếu như aldehyde đó là no và đơn chức thì số mol CO2 với nước sinh ra là bằng nhau.
Đó là cái phản ứng thể hiện tính khử. Còn cái phản ứng thứ hai là thể hiện tính oxy hóa. Có tính oxy hóa khi mà carbon dương 1 trong nhóm chức aldehyde sẽ nhận electron để về các mức oxy hóa thấp hơn, và nó thể hiện trong cái phản ứng thể hiện tính khử mạnh, cụ thể là hydro RCHO tác dụng với hydro xúc tác là niken, thì phản ứng sẽ tạo thành ancol RCH2OH. Đó, carbon này là từ dương 1. Dương 1 đã nhận electron để về carbon trong nhóm CH2OH này là -1. Thế còn hydro là chất khử từ 0 đã về, đã lên dương 1. Đó là hai cái tính chất quan trọng nhất của aldehyde. Ngoài ra thì có thể thêm các cái phản ứng tính chất riêng của aldehyde formic như phản ứng nhị hợp. Đó, như là phản ứng trùng ngưng với phenol, đồng trùng ngưng với phenol để tạo thành các cái hợp chất khác cao hơn. Đó là aldehyde. Cái hợp chất thứ tư chúng ta cần quan tâm đó là acid carboxylic. Công thức thường dùng của nó là RCOH. Công thức phân tử CnH2NO2 đối với acid carboxylic no và đơn chức. Trước hết là phải có tính acid. Acid carboxylic thì cũng giống như các acid hợp chất, các acid khác kể cả vô cơ và hữu cơ, nó phải có tính acid. Acid carboxylic là tên gọi chung của acid hữu cơ. Đó. Tính acid đó là gì? Đó là tác dụng với kim loại đứng trước hydro. Trước hydro, ví dụ natri, kali, canxi, bari, magie, nhôm vân vân để giải phóng ra hydro. Thứ hai là tác dụng với bazơ. Đó. Thứ ba là tác dụng với oxit bazơ. Và thứ tư là tác dụng với muối. Thế thì ở đây theo một nguyên tắc là đã là acid thì nó phải tác dụng với muối. Acid thì tác dụng với muối và tạo thành muối mới và acid mới yếu hơn. Cái acid mới yếu hơn cái acid carboxylic ở đây là cái acid nào? Không thể là acid chloric, acid sulfuric được. Tức là nó sẽ không tác dụng được với muối sunfat, muối clorua, muối nitrat, mà chỉ tác dụng được với muối carbonat thôi của acid carboxylic yếu hơn. Như vậy tác dụng với muối carbonat. Đó, để tạo thành CO2 và nước. Đó là các cái phản ứng thể hiện tính acid rõ ràng của acid carboxylic, cái tính chất tương tự như acid khác. Có thể tác dụng với muối carbonat nhưng có thể tác dụng với muối phenolat cũng được, C6H5O với NA chẳng hạn. Thì đây cũng là một muối có tính bazơ. Bởi vì chúng ta biết đây là một muối được sinh ra từ bazơ mạnh và acid yếu, đó là phenol. Phenol thì nó có tính acid rất yếu. Và phản ứng nó sẽ sinh ra muối mới RCONA và acid mới yếu hơn là phenol. Đó là thể hiện tính acid. Thứ hai là chúng ta có thể tham gia một số các cái phản ứng khác như phản ứng thế chẳng hạn. Phản ứng thế thì trong cái phản ứng thế thì cần chú ý một chút về cái vị trí thế. Khi thế clo, thế halogen trong cái điều kiện ánh sáng khuếch tán thì clo này sẽ thế vào cái vị trí carbon alpha, tức là carbon thế vào hydro ở carbon alpha, tức là cái carbon gần cái nhóm chức nhất. Đó. Như vậy sản phẩm thu được sẽ là CH3CHCl. Và phản ứng thế này sẽ ưu tiên khi nào thế hết hydro ở carbon alpha thì nó mới thế tiếp vào carbon beta. Rồi tiếp theo nữa là cái phản ứng ester hóa. Khi mà cho ancol tác dụng với acid RF(OH) thì phản ứng thuận nghịch có acid sulfuric đặc làm xúc tác, sản phẩm thu được là ester và nước. Rồi cái tính chất tiếp theo nữa là cái phản ứng đốt cháy. Trong cái phản ứng đốt cháy thì tương tự như các hợp chất khác sẽ tạo thành CO2 và nước. Đó. Sẽ tạo thành CO2 và nước. Đây là các cái phản ứng quan trọng nhất. Đây là các tính chất quan trọng nhất của cái phần về
các hợp chất, các cái dẫn xuất halogen. Đấy. Để tổng kết lại cái phần này thì chúng ta cùng xem xét một cái nội dung mà nãy giờ chúng ta đều đã nói qua nhưng chúng ta chưa xem xét kỹ, đó là cái phản ứng đốt cháy. Đó. Trong cái phản ứng đốt cháy thì chúng ta sẽ có việc quan trọng nhất là chúng ta xem xét cái tỷ lệ số mol CO2 với nước. Thế thì sẽ có các cái trường hợp sau đây: CO2 mà nó nhỏ hơn số mol nhé, số mol CO2 nhỏ hơn số mol nước thì những hợp chất nào có? Đó, hợp chất nào có? Và ở đây chúng ta có hai hợp chất, đó là ancan, ancan là một, và ancol, anconno. Đương nhiên anconno thì nó cũng đồng nghĩa với việc đây có cả ete. Ancan là hydrocarbon và anconno. Đấy là trường hợp thứ nhất, CO2 với CO2 lớn hơn nước. Còn CO2 bằng nước thì có những trường hợp nào? Chúng ta kể tên ra đây một số các hợp chất, đó là anken, rồi là cycloalkan, anken cycloalkan, rồi aldehyde no đơn đơn chức, rồi acid carboxylic no đơn chức. Đó, nó nằm ở đây. Thế còn cái trường hợp mà CO2, trường hợp CO2 mà nhỏ hơn nước, số mol CO2 mà lớn hơn nước thì chúng ta sẽ gặp ở một số các cái trường hợp, đó là ankin. Ankin rồi là aldehyde. Aldehyde. Acid carboxylic, hai cái hợp chất này này là không no hoặc là đa chức. Đấy, không no hoặc là đa chức nhé. Hoặc là kể cả vừa không no vừa đa chức cũng được. Còn cái trường hợp CO2 với nước thì chúng ta có thể kể thêm cái trường hợp này, ngoài anken, aldehyde no đơn chức, acid no đơn chức ra thì còn có trường hợp ancol không no lại có một nối đôi thì số mol CO2 với nước bằng nhau. Ngoài ra số mol của CO2 với nước lớn hơn thì không chỉ có ankin đâu mà chúng ta có thể thêm vào đây là aren, đúng không? Aren tức là các hợp chất no, hợp chất thơm, đúng không? Hợp chất thơm. Hợp chất này nó có 3 nối đôi và một cái vòng. Như vậy thì số mol của CO2 sẽ lớn hơn rất nhiều so với nước. Đấy, ngoài ra các hợp chất này. Và như vậy là trong các bài tập đốt cháy ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý cái tỷ lệ số mol CO2 với nước để chúng ta xác định được cái hợp chất. Và kết thúc phần này thì tôi sẽ cung cấp chúng ta một cái công thức cũng có liên quan tới cái phản ứng này. Đó là khi đốt cháy một hợp chất bất kỳ X nào đó thì số mol của nó luôn luôn bằng số mol nước trừ số mol của CO2 trên 1 trừ pi. Pi là số liên kết pi trong phân tử. Nếu như anken thì pi bằng 1, ancan thì pi bằng 0, ancol no thì pi bằng 0. Anken, aldehyde, acid no đơn chức thì pi này bằng 1. Nếu đốt cháy một cái hỗn hợp rất nhiều chất thì đây sẽ là số mol hỗn hợp và chúng ta cộng đại số tất cả các cái tỷ lệ này vào, các cái công thức này vào thì chúng ta sẽ được một cái công thức tính nhanh đối với hợp chất này. Tất nhiên bên cạnh đó còn có công thức tính số nguyên tử carbon, tính số nguyên tử hydro. Đó. Trên đây là một số các cái nội dung cơ bản nhất, trọng tâm nhất có liên quan tới cái phần học kỳ 2 của lớp 11. Đó. Và chúng ta thấy là qua cái bài này chúng ta thấy rằng là phần học kỳ 2 thì nó đụng chạm tới rất nhiều các hợp chất hữu cơ. Đó. Và tất cả các hợp chất hữu cơ quan trọng hầu như là nằm ở đây. Vì vậy cho nên luyện thi tốt, ôn tập tốt cho kỳ thi học kỳ 2 của lớp 11 này cũng chính là giúp chúng ta ôn thi tốt, luyện thi tốt cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia diễn ra vào sáng nay.